đến biết ơn đến toàn thể rồi à, gửi lời biết ơn đến chủ tịch câu lạc bộ tư duy trong kinh doanh của chúng ta là cha giàu Lê Đức. Và Phương cũng xin gửi lời biết ơn đến tất cả những anh chị em trưởng nhóm đã giao duyên, đã chia sẻ đường link cũng như chia sẻ môi trường để cho Phương có cơ hội được chia sẻ tất cả những kiến thức cũng như những cái giá trị mà Phương đón nhận được qua quá trình học tập mình làm việc với môi trường ha, là có những cái kết quả rất là tuyệt vời. Thì đến ngày hôm nay có tất cả những anh chị em người ta tất cả cái sự hiện hữu của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay là một điều rất là tuyệt vời. Chúng ta hãy cùng nhau cam kết nghiêm túc kỷ luật trong suốt chu kỳ Zoom 30 ngày, cùng nhau học tập, cùng nhau rèn luyện chính bản thân mình mỗi ngày để giúp cho mình giỏi hơn, giúp cho mình hạnh phúc hơn và giúp cho mình thành công hơn. Và ngày hôm nay cũng như tất cả những ngày tiếp theo, chúng ta luôn 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 là gì ạ, cảm thấy mình thật là hạnh phúc, luôn luôn là gì, luôn luôn mình cảm thấy mình rất là biết ơn bởi vì mình được sinh ra trên cuộc đời này, đúng không ạ? Chúng ta được sinh ra trên cuộc đời này và chúng ta được thừa hưởng tất cả những gì đẹp nhất, những cái gì tinh túy nhất mà vũ trụ đã mang đến cho mình. Đó chính là cái ngày số 1 trong cái chu kỳ 28 ngày. 28 ngày chúng ta sẽ cùng nhau gì ạ, kết hợp để làm cho cái tâm trí của mình tràn ngập lòng biết ơn, tràn ngập tình yêu thương. Bởi vì chính cái tình yêu thương ấy nhỉ, khi mà có một câu nói rất là hay của tác giả Wonder Bơn chia sẻ cho chúng ta ha, đó chính là khi tôi bắt đầu cảm thấy hạnh phúc thì cả thế giới xung quanh tôi thay đổi, đúng không ạ? Thường thì chúng ta gì ạ, chúng ta hay nghĩ đến cái cuộc sống của mình bởi vì cuộc sống của chúng ta có rất là nhiều thứ chúng ta cần phải lo lắng, đúng không ạ? Nhưng mà khi chúng ta đã bắt đầu mình bước vào môi trường rồi, mình bước chân vào môi trường để cùng nhau rèn luyện chính cái tâm trí của mình cần phải rèn luyện đến một cái mức độ mà luôn luôn 24 giờ đến 24 giờ chúng ta luôn luôn tràn ngập niềm hạnh phúc, tràn ngập tình yêu thương. Mặc dù ví dụ như cuộc sống của chúng ta nó sẽ xảy đến với mình những cái thứ, những cái điều, những cái kết quả không như mình mong muốn, những cái tình huống cũng không như mình mong muốn, nhưng chúng ta phải phải suy nghĩ tất cả những cái tình huống đó, phải tìm ra những cái điều tích cực nhất trong những cái tình huống mà mình không mong muốn đó, một cái điểm tích cực nhất, một cái điểm đẹp nhất để chúng ta biết ơn. Biết ơn ngày hôm đó, biết ơn sự kiện đó, biết ơn cuộc đời, biết ơn ngày hôm đó, đúng không ạ? Để giúp cho mình được tốt hơn, giúp cho mình được khỏe mạnh hơn, giúp cho mình được hạnh phúc hơn. Thế nên là khi mà chúng ta cảm thấy biết ơn ấy, thì những cái thứ chúng ta đang có nó sẽ đến với mình nhiều hơn. Tôi ví dụ như ngày hôm nay chúng ta vô cùng biết ơn chính bản thân của mình đã ra quyết định là mình đầu tư cái thời gian này từ 9 giờ đến 10 giờ 30. Chúng ta đầu tư thời gian này thay vì chúng ta sẽ chơi với con mình, chúng ta bày cho con chúng ta học, đúng không ạ? Để chúng ta chăm lo chăm sóc gia đình của mình. Thay vì thế, chúng ta đã ưu tiên cho cái việc học tập phát triển bản thân của mình thì mình phải biết ơn chính bản thân mình, đúng không ạ? Ra quyết định tạo điều kiện cho chính bản thân mình. Và biết ơn thứ hai là gì ạ? Biết ơn gia đình của mình, biết ơn chồng của mình, biết ơn vợ của mình, biết ơn những người con của mình đã rất hòa hợp trong gia đình để giúp cho mình có được một khung thời gian để mình học tập, mình rèn luyện cùng với anh chị em trong môi trường đó. Và khi mà chúng ta gì ạ, biết ơn những cái điều nhỏ bé nhất thì tất cả những cái điều tuyệt vời nhất nó sẽ theo cái điều nhỏ bé đó và tăng dần lên. Nó sẽ tăng dần lên theo từng ngày. Tôi ví dụ như ngày hôm nay nha, chúng ta có một cái số tiền trong việc kinh doanh của mình, chúng ta sẽ có một cái số tiền kinh doanh nha, ví dụ như số tiền nhỏ chúng ta mong muốn tiền của mình về với mình nhiều, 10 triệu, 15 triệu, hoặc là ngày hôm nay chúng ta đặt mục tiêu ra chúng ta tiền về với mình ngày hôm nay là 5 triệu lợi nhuận đi ha, nhưng ngày hôm nay tiền về với mình chỉ có là 1 triệu thôi, hoặc là chỉ có là như 100 thôi, thì chúng ta cảm thấy như thế nào ạ? Thường là chúng ta chưa được vui, đúng không ạ? Nhưng bắt đầu từ ngày hôm nay chúng ta thay đổi lại ha, chúng ta rất là vui với số tiền đó đến với mình. Mặc dù chúng ta rất là mong muốn 5 triệu, 10 triệu mục tiêu của mình, nhưng ngày hôm nay tiền về của mình chỉ có 100 thôi, và mình
vô cùng biết ơn 100 này. Mình rất là yêu quý số tiền này, bởi vì chính số tiền này là cái nguồn lực, là cái nền tảng để giúp cho mình thu hút đến nhiều tiền hơn, đúng không ạ? Nếu như mình không biết ơn cái số tiền ít ỏi đó thì gì ạ, chúng ta sẽ không có một cách nào để giúp cho mình thu hút cái phép nhiễm màu đến với mình, đúng không ạ? Chính vì thế, nếu trong các mối quan hệ cũng vậy, chúng ta biết luôn luôn biết ơn những cái mối quan hệ đến với mình, mặc dù những cái mối quan hệ chưa được hòa hợp, mặc dù những cái mối quan hệ xung quanh cuộc sống chúng ta nó chưa được như chúng ta mong muốn, nhưng chúng ta cũng phải biết ơn, chúng ta cũng phải là cảm ơn, đúng không ạ? Có một cái bí mật mà anh chị em chúng ta từ từ lâu rồi, chúng ta chưa chưa biết để chúng ta ứng dụng. Chỉ có những anh chị em mà vào môi trường của mình một thời gian đấy, một vài chu kỳ, thì chắc chắn là chúng ta sẽ biết và ứng dụng, đó chính là gì ạ? Chúng ta luôn 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 biết ơn tất cả mọi thứ đến của mình, luôn luôn biết ơn và cảm ơn, đúng không ạ? Cho dù những cái điều mà chúng ta cảm ơn đó không như mình muốn, nó rất là tồi tệ với chính bản thân mình, nó gì ạ, nó đến làm cho chúng ta không vui chút nào, không làm cho chúng ta hạnh phúc chút nào đó, nhưng chúng ta vẫn phải biết ơn, đúng không ạ? Biết ơn để làm gì ạ? Để giúp cho mình điều chỉnh cái tình cảm bên trong của mình, biết ơn để giúp cho mình có cái tình yêu thương nhiều hơn. Và khi mình có tình yêu thương nhiều hơn thì sao ạ? Thì tất cả những cái điều mà người ta biết ơn đó nó về với mình nhiều hơn. Có phải là ngày hôm nay mình thấy số tiền về với mình ít, mình thay vì mình không vui thì bây giờ mình chuyển đổi lại một cái tần số năng lượng khác, là mình biết ơn, biết ơn liên tục với số tiền đến với mình, thì tự nhiên cái tình yêu thương của mình với cái số tiền nhỏ nhỏ ít đó, thì cái tình yêu thương của ta càng lớn thì nhận tiền từ khắc từ đồng nó sẽ về với mình thông qua luật hấp dẫn, đúng không ạ? Bởi vì con người chúng ta, tâm lý của chúng ta là gì, không bao giờ mà chúng ta mong muốn ở gần một cái người nào mà ghét mình rất là mong muốn ở gần cái người mà yêu thương trân quý mình. Và đồng tiền của mình nó cũng y chang như thế, tiền của mình nó cũng rất là mong muốn có người chủ biết yêu quý, biết trân quý đó, biết được giá trị của nó ở với mình là như thế nào, đúng không ạ? Thế nên tất cả những cái số tiền nhỏ, số tiền lẻ mà chúng ta đang có, chúng ta đã có, thì chúng ta luôn biết ơn và giữ gìn trân quý nó để nó ở với mình và nó phát triển với mình nhiều hơn đó. Hoặc ví dụ như trong mối quan hệ của mình cũng áp dụng như thế ha, sức khỏe của mình cũng áp dụng như thế. Nên là mỗi một ngày chúng ta cứ cho mình cảm thấy thật là hạnh phúc, mình mở mắt ra mình nhìn thấy bầu trời, mình nhìn thấy ánh mặt trời, mình nhìn thấy không gian, mình có được cái luồng không khí để thở, thì ngày hôm đó chúng ta cảm thấy mình quá là hạnh phúc rồi đó, mình thật là hạnh phúc rồi, đúng không? Bởi vì khi mà chính bản thân mình này, mình nuôi dưỡng cho mình một cái trạng thái năng lượng, từ trường cảm xúc hạnh phúc, biết ơn, vui mừng, phấn khởi, thì chính cái cảm xúc đó sẽ giúp cho mình thu hút đến với mình những phép màu, những điều kỳ diệu đến với mình dễ hơn và nhiều hơn. Cho nên là việc đầu tiên vào mỗi ngày, vào thời điểm buổi sáng sớm và gì ạ, càng sớm nữa thì càng tốt. Ví dụ như chúng ta dậy đọc sách 5 giờ thì chúng ta dậy 4 rưỡi chúng ta sẽ làm cái công việc này đầu tiên, đúng không ạ? Chúng ta hãy viết ra 10 điều chúng ta biết ơn trong ngày hôm nay. Ngày hôm nay mình cảm thấy mình biết ơn vì điều gì đó, mình biết ơn vì điều gì, lý do tại sao mình biết ơn vì điều đó. Chúng ta hãy viết ra 10 điều mà chúng ta biết ơn trong ngày hôm nay ha. Đó là một cái danh sách. Rồi sau khi mà chúng ta viết nên 10 điều mà chúng ta biết ơn rồi thì sao nữa? Chúng ta sẽ gì? Chúng ta sẽ đọc lại 10 điều biết ơn đó kết hợp với từ phép màu là cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Mình cảm ơn với chính bản thân của mình bởi vì chấm 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 như thế nào, đúng không ạ? Đó là những cái điều mà chúng ta biết ơn, chúng ta ghi nhận mỗi ngày, đó chính là những cái hạt mầm, hạt mầm của
Ừ, lòng biết ơn, hạt mầm của sự yêu thương, hạt mầm của thành công. Bởi vì khi mà mình biết ơn đấy, thì tất cả những điều người ta đang biết ơn đó sẽ giúp cho mình thu hút càng ngày càng nhiều điều tốt hơn đến với mình nữa. Đúng không ạ? Và chúng ta sẽ lặp đi lặp lại 10 điều người ta biết ơn nó trong suốt chu kỳ 30 ngày này. Và gì nữa? Vào cuối ngày như cái buổi tối hôm qua đấy, Phương cùng anh chị em chúng ta sẽ làm thêm một quy trình. Đó chính là đặt hàng vũ trụ, đặt những cái đơn hàng, những cái mong muốn, những cái mục tiêu, những cái nguyện vọng, những ý niệm của mình trong ngày mai mình mong muốn đạt được là gì, thì tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng làm, đúng không ạ? Buổi sáng sớm thì chúng ta cần phải dậy sớm hơn để chúng ta viết những cái điều chúng ta viết đi. Và những cái điều biết ơn này nó rất là vi diệu đấy, nên anh chị em chúng ta cứ yên tâm ha, anh chị em chúng ta yên tâm tin tưởng và làm theo ạ. Mỗi ngày chúng ta cứ viết ra cho chúng ta một cái danh sách 10 điều chúng ta cảm thấy biết ơn, và chúng ta có những cái lý do vì sao chúng ta biết ơn vì những cái điều đó, biết ơn vì 10 điều đó, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ có những cái chủ đề để chúng ta biết ơn, không, ví dụ như chủ đề về sức khỏe và cơ thể của mình. Chúng ta biết ơn cơ thể của mình cho mình một cái sức khỏe rất là tuyệt vời để chúng ta làm việc, chúng ta học tập, chúng ta tạo ra của cải vật chất, đúng không ạ? Hoặc là chúng ta biết ơn về công việc và thành công của mình, chủ đề tiền bạc, hoặc là chủ đề các cái mối quan hệ xung quanh mình, hoặc là gì ạ, chủ đề về niềm đam mê của mình hiện tại bây giờ, hoặc là chủ đề về hạnh phúc, chủ đề về tình yêu, về cuộc sống, về thiên nhiên. Thiên nhiên thì bao gồm có trái đất, có không khí, có nước, có mặt trời, và gì nữa, những sản phẩm và dịch vụ, những sản phẩm dịch vụ chúng ta biết ơn, và gì nữa, bất cứ một cái chủ đề nào trong cuộc sống của mình đều biết ơn được. Và tất cả những chủ đề này thì trong chuỗi chu kỳ 30 ngày cùng với Phương, chúng ta sẽ cùng nhau đi từng chủ đề một, đi từng việc làm một, để giúp cho mình có một cái thói quen. Thói quen đó một tháng chúng ta chưa dễ để mình thay đổi đâu ạ, mà thói quen thì cần phải lặp đi lặp lại nhiều ngày, nhiều tháng và nhiều năm, đúng không ạ? Giống như bản thân mình hiện tại bây giờ này, mình có thói quen ngủ nướng, mình có thói quen ngủ muộn, đúng không ạ? Thì cái thói quen này đã được thiết lập rất là lâu rồi, không phải là thiết lập từ tháng trước, cũng không phải là nó có từ cách đây 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, mà nó đã có thói quen rất là lâu rồi, đúng không ạ? Hay là chúng ta có cái thói quen là gì ạ? Khi có tiền về, có lợi nhuận về là chúng ta có được phép cho chính bản thân mình chúng ta đi mua sắm tất cả những thứ chúng ta thích, đúng không ạ? Đó, đó là cái thói quen đấy. Và bắt đầu từ những ngày khi chúng ta vào môi trường người ta cùng nhau rèn luyện, những cái thói quen đó nó dần dần được thay đổi, không thể mà ngày một ngày hai chúng ta thay đổi được liền, đúng không ạ? Bản thân Phương cũng vậy. Đây là một bộ công thức chuẩn rồi, và chuẩn thì chúng ta làm đều đặn, làm liên tục, làm trong thời gian dài hạn, thì cái gốc rễ của mình, cái thói quen của mình dần dần được thay đổi, thay đổi theo chiều hướng tốt, thay đổi theo chiều chiều hướng hệ quy chiếu thói quen, đúng không ạ? Niềm tin của những người thành công sẽ giúp cho mình có được những kết quả ngọt ngào nhất, đúng không ạ? Đó, chính vì thế là ngày hôm nay chúng ta hãy đặt tay lên tim của mình và gì ạ, chúng ta hãy nói chính với tâm thức của mình là ngày hôm nay tôi vô cùng biết ơn, tôi vô cùng biết ơn, bởi vì vũ trụ đã cho tôi thêm một ngày mới nữa để tôi yêu thương. Ngày hôm nay tôi vô cùng biết ơn gì ạ, chủ tịch câu lạc bộ chúng ta đã cho mình một cái môi trường rèn luyện. Đó. Hoặc là ngày hôm nay mình vô cùng biết ơn người bạn của mình đã gửi đường link cho mình để mình tham dự vào môi trường, đúng không ạ? Đó. Và ngày hôm nay mình còn biết ơn những điều gì nữa? Chúng ta càng tìm ra nhiều điều để chúng ta biết ơn thì gì ạ, nhiều cái sự thành công hơn đến với mình. Bởi vì chúng ta cứ nhớ rằng là gì ạ, mỗi suy nghĩ của mình là một hạt mầm, và mỗi hạt mầm đó chính là một nguyên nhân đó
chúng ta gieo hạt mầm nào thì chúng ta nhận được cây trái tương đương tương xứng với hạt mầm đó, đúng không ạ? Ngày hôm nay mình đang gieo trong cái hạt mầm của gì ạ, của niềm tin mình là người làm được, mình là người thành công, mình là người hạnh phúc, mình là người gì ạ, mình là người có cái tâm sáng, có cái tâm nhìn lớn, thì tương lai chúng ta sẽ có một kết quả nó tương xứng với hạt mầm ngày hôm nay mình gieo. Cũng giống như việc là ngày qua Phương hướng dẫn với chúng ta là mục tiêu, chúng ta cần phải cho mình một cái mục tiêu, bởi vì chúng ta cần phải biết rõ mình muốn gì. Khi mà chúng ta biết rõ mình muốn gì thì chắc chắn rồi, vũ trụ sẽ rất là rõ ràng để và dễ dàng để cho mình được điều mà mình muốn. Nếu như ngày hôm nay mình không rõ ràng, mình không biết rõ cái điều mình muốn là gì thì chắc chắn vũ trụ sẽ rất là mơ hồ. Mặc dù vũ trụ có dư của cải vật chất cho tất cả mọi người, nhưng vũ trụ không biết để cho mình đâu ạ. À. Và vũ trụ sẽ cho đổ về với những người họ có cái mục tiêu rõ ràng, đúng không ạ? Nếu như trong cuộc đời của mình ấy mà mình không có mục tiêu rõ ràng thì giống chúng ta cứ hình dung tương tự là giống như là con thuyền đi ra ở giữa biển khơi, nó cứ lênh đênh trên biển mạng, nó gặp sóng lớn thì nó siêu bên này nó đổ bên kia, đúng không? Gặp sóng nhỏ thì nó cứ từ từ trôi dạt đi đến đâu về đâu, không có biển bờ đó. Vậy thì chúng ta cũng thế luôn, nếu như một tháng chúng ta không có mục tiêu thì chắc chắn là một năm chúng ta cũng không có mục tiêu đó. Và một năm không có mục tiêu thì gì ạ, tiếp tục 10 năm chúng ta cũng không có mục tiêu, và cứ lặp đi lặp lại như thế thì sao ạ? Thì cuộc đời của mình nó cứ kết quả cũ mãi, nó chưa được hạnh phúc, đúng không ạ? Nó chưa được sức khỏe, chưa được tài chính như mình muốn, chưa đi du lịch được, chưa tưởng thưởng được, chưa mặc được những bộ áo quần đẹp mà mình thích, đúng không ạ? Chưa dùng được những cái sản phẩm mà cao cấp nhất mà mình yêu quý, mình thích, mà những cái người thành công nào có họ đang dùng, đúng không ạ? Thế nên ngày hôm nay cái việc đầu tiên để giúp cho mình có được tất cả những cái thứ mình muốn đó chính là chúng ta đang và đã ứng dụng cái bộ công thức này quá là xuất sắc rồi, ứng dụng thành công trong tất cả mọi lĩnh vực rồi. Nhưng hiện tại bây giờ là Phương với anh chị em mình đang ưu tiên cái mục tiêu số 1, đó là mục tiêu về tài chính. Vậy thì tất cả anh chị em chúng ta hãy cho Phương hỏi là ngày hôm qua chúng ta đã tham dự cùng với Phương ngày đầu tiên rồi, Phương chia sẻ cho chúng ta là đặt mục tiêu lợi nhuận của chúng ta 30 ngày, thì chúng ta đã đặt mục tiêu lợi nhuận của mình chưa? Nếu như anh chị em chúng ta đã đặt mục tiêu lợi nhuận của mình rồi, đã biết được con số mà mình mong muốn rồi, theo đúng 8 bước, 8 bước Phương đã chia sẻ ngày hôm qua, thì ai đã hoàn thiện bức tranh mục tiêu 30 ngày rồi thì chúng ta hãy comment cho Phương con số 1.000 nha. Ai đã hoàn thiện rồi thì comment con số 1.000, còn ai chưa hoàn thiện được cái bức tranh mục tiêu của mình thì chúng ta comment cho Phương con số là số 10. Rất là tuyệt vời ha. À, có bạn Vân Lê mình chưa ha? Phải, bạn Vân Lê chắc là bạn mới rồi. Ai nữa ạ? Chúng ta cứ thoải mái đi ha, nếu như ai chưa hoàn thiện thì chúng ta cứ comment, bởi vì mình cần phải hoàn thiện cho mình ngay từ ngày 1, ngày 2. Thế nhưng hôm qua mình chưa thì hôm nay chúng ta bắt đầu làm sao cả ha. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu làm cái mục tiêu của mình với bạn của mình. Còn ở Zoom thì tôi lại tiếp tục ngay tiếp theo. Ở đây có bạn Thanh Dung còn chưa nữa mà, rồi ai nữa. Rồi như vậy là người ta có bao nhiêu bạn chưa? Rồi xin chúc mừng cho tất cả những anh chị em mình đã hoàn thiện tới mục tiêu của mình rồi. Mục tiêu tháng 10. Bây giờ chúng ta comment cho Phương là mục tiêu tháng 11 lợi nhuận của chúng ta là con số bao nhiêu? Chúng ta hãy comment ạ. À, chúng ta cứ comment đi rồi sau Phương giải thích cho lý do vì sao chúng ta comment con số lợi nhuận của mình ha. Chúng ta comment con số lợi nhuận của mình ở cung chat ha. Tháng 11 này chúng ta đặt mục tiêu lợi nhuận của mình là bao nhiêu ạ? Nếu như hôm nay anh chị em chúng ta mà chưa hoàn thiện bức tranh nhưng mà trong đầu chúng ta đã có con số rồi, chúng ta comment con số trước đi ạ. Nguyên nhân mục tê lê là 2 tỷ 500 triệu. Ồ, siêu tuyệt vời. Tôi là 500 một tiền. Chúng ta cứ comment con số của mình đi ạ.
con số lợi nhuận của mình đấy, số tiền của mình đấy, và chúng ta hãy nhìn kỹ ha, nhìn kỹ và chúng ta tập trung, bởi vì tất cả những con số này đây chính là cái hình ảnh, hình ảnh để mình đưa vào tiềm thức của mình. Chúng ta thích con số nào, chúng ta thích con số nào và tiềm thức của mình hướng đến con số nào. Rất là tuyệt vời ha. Chị Nguyễn Nam tháng này phải đạt hơn chứ, đạt hơn con số 100. Rồi ai nữa, rồi chị Lê Tâm là 10 triệu, xin chúc mừng chị Lê Tâm nha. Bạn kêu Diệm 50 triệu, là tuyệt vời luôn. Anh chị em chúng ta cứ comment nhé, mình comment con số của mình, con số lợi nhuận của chúng ta cứ comment đi ạ. Công dung của chúng ta là đang học bộ công thức, đang ứng dụng bộ công thức để thu hút nguồn lực để giúp cho mình chinh phục mục tiêu, và mục tiêu của mình là mục tiêu về con số lợi nhuận của chúng ta. Thế nên là chúng ta cứ comment con số của mình, anh chị em chúng ta nhìn vào con số của mình, của bạn mình, và chúng ta cùng nhau cùng nhau ghi nhớ, ghi nhận tất cả những thành công từ những con số này ha. Quá là tuyệt vời luôn. Rồi Phương xin chúc mừng cho tất cả những anh chị em chúng ta đã hoàn thiện bức tranh mục tiêu lợi nhuận của mình trong tháng 11 này một cách xuất sắc, và xin chúc cho tất cả anh chị em chúng ta chinh phục được tất cả mọi mục tiêu của mình, vô cùng tuyệt vời. Và mình hãy gì ạ? Hãy biết ơn cái số tiền lợi nhuận của mình trong tháng 11 này, mặc dù nó chưa đến với mình nha, nhưng bắt đầu từ tối hôm nay chúng ta hãy biết ơn số tiền đó. Tôi vô cùng biết ơn số tiền 2 tỷ 500 triệu đã về với tài khoản của tôi ngay bây giờ, ngay lúc này đó, đúng không ạ? Tôi vô cùng biết ơn số tiền 100 triệu đã về với tài khoản của tôi, hoặc là chúng ta nói là tôi vô cùng biết ơn tổng lợi nhuận 100 triệu đã về với tôi, đã về với tài khoản của tôi ngay lúc này, ngay bây giờ. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn đó. Chúng ta ghi ha, chúng ta hãy cảm ơn mỗi ngày như thế, và cảm ơn lặp đi lặp lại liên tục con số của mình. Thế nên là bắt đầu từ tối ngày mai chúng ta sẽ có thêm một cái bước ở trên dung nữa, là chúng ta hãy tổng kết thành công của mình ngày hôm nay, tiền về với mình là bao nhiêu đó. 10 ngàn cũng tổng kết, 20 ngàn cũng tổng kết, bởi vì chúng ta đang tập trung vào con số, đúng không ạ? Đang tập trung vào tiền, đang tập trung vào con số, đang tập trung vào lợi nhuận. Thế nên là chúng ta không được bỏ sót một ngàn nào. Hôm nay tiền về với mình là 10 ngàn, vô cùng tuyệt vời, và 10 ngàn sẽ hấp dẫn đến cho mình gì ạ? 100 ngàn, 1 triệu, 1 tỷ, đúng không ạ? Rồi gì nữa? Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu tiếp tục tổng kết tất cả những thành công của mình mà chúng ta nhìn thấy nguồn lực là tiềm thức đưa về cho mình. Và anh chị em chúng ta nhớ để mình có sự chuẩn bị trước nha, bởi vì thời lượng tín dụng chúng ta rất là chưa được dài, cho nên chúng ta cần phải làm các cái bước có sự chuẩn bị trước, thì nên dùng chúng ta làm rất là nhanh. Và Phương cùng với anh chị em chúng ta sẽ nhìn vào những cái thành công của bạn mình kết hợp với những cái bí kíp mà Phương chia sẻ nữa, thì chúng ta sẽ chuyển hóa tất cả những cái con số này trở thành kết quả hiện thực, nó đã nằm trong tài khoản của mình, hoặc là nó về với tiền mặt về với mình luôn, đúng không ạ? Rồi, rất là tuyệt vời, là Phương xin chúc mừng thành công của toàn thể anh chị em chúng ta nha. Và ở lúc này Phương có nhìn thấy Phương có nhìn thấy có ba anh chị em chúng ta chưa chưa hoàn thiện cái bức tranh mục tiêu đấy. Tí nữa xong cái buổi Zoom này ha, chúng ta sẽ làm bàn với mình, làm với bạn của mình luôn ha. Chúng ta sẽ cùng với bạn mình làm. Và một điều tuyệt vời nữa là những anh chị em mình đã hoàn thiện cái bức tranh mục tiêu của mình rồi thì gì ạ? Chúng ta hãy nhờ bạn của mình chỉnh sửa lại cho chúng ta xem thử cái bức tranh của mình đã ghi đúng chưa, đúng ngôn từ chưa, đúng cú pháp chưa, đúng không ạ? Chỉ cần lệch đi một dấu chấm dấu phẩy thôi là chúng ta sẽ hình dung tưởng tượng nó chưa được nhanh. Thế nên là chúng ta hãy gửi lại cái bức tranh mục tiêu đó nhờ người bạn của chúng ta ha, để sửa lại cho mình, chỉnh sửa lại ngôn từ, câu từ, cú pháp cho chúng ta cho chuẩn, để chúng ta cùng nhau tập trung liên tục trong 30 ngày để mình biến và hiện thực hóa cái mục tiêu của mình, đúng không ạ? Anh chị em chúng ta đồng ý với Phương thì chúng ta comment cho Phương là tôi đồng ý nha. Tôi đồng ý.
Rồi, rất là tuyệt vời, chúng ta đồng ý rồi nha, chúng ta ra quyết định rồi là chúng ta thực thi quyết định của mình ngay lập tức ha. Rồi, chúng ta đã cùng nhau thống nhất rồi, chúng ta đang tập trung thẳng vào lợi nhuận luôn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau hợp lực, cùng nhau tập trung vào lợi nhuận của mình. Và gì ạ? Hôm nay thì rất là tuyệt vời, Phương đã chia sẻ với chúng ta những cái lý do vì sao mà mình chưa có được những cái kết quả lớn, lý do vì sao mình ứng dụng có những công thức, những bí kíp rồi nhưng mà chúng ta vẫn chưa có được những kết quả lớn, hoặc là lý do vì sao trong cuộc sống của mình chưa đạt được những cái điều mà mình mong muốn đến với mình. Trước khi chị Phương chia sẻ cái nội dung thì Phương sẽ chia sẻ với chúng ta thêm một kỹ thuật nữa, đó là bức tranh mục tiêu 6 tháng. Anh chị em chúng ta sẽ viết cho Phương thêm một cái bức tranh mục tiêu 6 tháng nữa. Tháng nay là tháng 11, tháng 12, tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4 thì chúng ta sẽ thiết lập cho mình 6 tháng tiếp theo đây là chúng ta sẽ sống, chúng ta mong muốn mình đạt được những cái kết quả gì, phong cách sống của chúng ta như thế nào sau 6 tháng nữa, bởi vì chúng ta rèn luyện cùng với môi trường của mình là liên tục dài hạn và ít nhất là 6 tháng, đúng không ạ? Ít nhất là 6 tháng, thế nên chúng ta thiết lập cho mình một cái bức tranh mục tiêu 6 tháng là phong cách sống sau 6 tháng nữa chúng ta đạt được, chúng ta mong muốn đó là gì, chúng ta mong muốn trở thành ai, đúng không ạ? Và chúng ta gì ạ, chúng ta hãy tiếp nạp cho tiềm thức của chúng ta những cái thông tin, những cái dữ liệu, những cái hình ảnh đẹp nhất, đó chính là chúng ta hãy lên Google, chúng ta lên YouTube, chúng ta search, chúng ta tìm kiếm cho mình những cái gì, những cái ngôi nhà đẹp nhất, những cái căn biệt thự đẹp nhất thế giới, phong cách sống của hồi rich kid ở châu Á, của châu Âu như thế nào chúng ta mong muốn ấy, bởi vì phong cách sống sau 6 tháng nữa thì hiện tại bây giờ phong cách sống của chúng ta như thế nào thì chúng ta sẽ đương nhiên chúng ta sẽ mong muốn có một kết quả lớn hơn, đúng không ạ? Thế nên chúng ta hãy lên YouTube, chúng ta search phong cách sống của doanh nhân, đúng không ạ? Doanh nhân thế giới như thế nào, hoặc là chúng ta mong muốn sau 6 tháng nữa chúng ta trở thành ai thì chúng ta hãy tìm kiếm cái thông tin từ từ cái người chúng ta cần mô phỏng, chúng ta hãy search, chúng ta hãy tìm kiếm rồi gì nữa, chúng ta hãy tìm kiếm cho chính bản thân mình hình ảnh về những chiếc siêu xe đẹp nhất đó, rồi gì hình ảnh về những chuyến du lịch đẳng cấp nhất thế giới mà chúng ta mong muốn, hoặc là hình ảnh về gì ạ, những cái danh lam thắng cảnh đẹp nhất thế giới, những cái đất nước phát triển nhất thế giới mà chúng ta mong muốn đến trải nghiệm đến đó để tận hưởng cuộc sống đó, rồi gì chúng ta hãy vẽ ra một cái bức tranh gia đình của chúng ta sau 6 tháng nữa sẽ có được những cái điều tuyệt vời gì, đó là cái bức tranh phong cách sống sau 6 tháng nữa. Cái bức tranh 6 tháng thì nó khác với cái bức tranh 1 tháng. Có rất là nhiều anh chị em hỏi Phương là có phải là khi mình viết bức tranh 6 tháng là mình nhân cái bức tranh 1 tháng lên 6 lần thành ra bức tranh 6 tháng phải không? Nhưng không phải ha. 1 tháng là lợi nhuận mình đang tập trung vào lợi nhuận của mình, có thể là công việc kinh doanh, có thể là công việc truyền thống của mình đang làm, và chúng ta tập trung để chúng ta thu cái nguồn lực về để giúp chúng mình đạt được cái số tiền đó sau 30 ngày đó. Nhưng riêng với cái bức tranh 6 tháng thì gì ạ? Chúng ta sẽ cùng nhau gì ạ, đạt được cái điều mình mong muốn sau 6 tháng nữa, và những cái điều mình mong muốn ấy có thể là nó rất là cao xa, có thể nó rất là xa vời, có thể nó không thực tế, nhưng mà điều mà chúng ta thích là được ha, những cái điều mà chúng ta thích, chúng ta mong muốn thì chúng ta cứ viết ra. Còn với cái bức tranh 30 ngày thì phải là gì ạ? Phải là cái công thức chuẩn rõ ràng, cụ thể, đo lường được, khả thi, đúng không ạ? Đó, nhưng mà với bức tranh 6 tháng thì gì ạ? Chúng ta không cần đo lường được, chúng ta cũng không cần khả thi, chúng ta cũng không cần gì ạ? Không cần cái hiện thực, mà chúng ta chỉ cần là cụ thể thôi. Chỉ cần một cái yếu tố, đó là cụ thể. Thứ hai là gì ạ? Chỉ cần ba cái yếu tố phía sau ấy, là hình ảnh, cảm xúc, đúng không ạ?
hình ảnh và cảm xúc đó, và đặt ở thì hiện tại đó. Đó là những cái thứ mà chúng ta cần để mình đưa vào cái bức tranh mục tiêu 6 tháng của mình. Có nghĩa là anh chị em chúng ta cứ viết ra một cái bức tranh thật là hoành tráng, đúng không ạ? Mình mong muốn sau 6 tháng nữa mình có một người chồng lý tưởng như thế nào, một người vợ lý tưởng như thế nào. Hãy vẽ ra bức tranh người chồng người vợ. Mình mong muốn sống một trong một căn biệt thự như thế nào. Mặc dù hiện tại bây giờ chúng ta nghĩ đi, 6 tháng nữa làm sao mình sống trong một căn biệt thự được. À, lấy cái căn cứ đâu ra, đúng không ạ? Lấy à, chúng ta phải có sẵn cái nền tảng như thế này thế kia thì chúng ta mới có được cái căn biệt thự đó hoặc có một chiếc siêu xe đó. Như thế là chúng ta đang dùng ý thức ha. Chúng ta với bức tranh 6 tháng chúng ta thoải mái sử dụng trí tưởng tượng của mình, chúng ta cứ tưởng tượng ra điều chúng ta mong muốn ấy, 6 tháng nữa mình sẽ đạt được cái điều đó, thì chúng ta hãy viết ra một cái bức tranh thật là hoành tráng, đúng không ạ? Sau đó là chúng ta hãy sử dụng một cái kỹ thuật, một cái kỹ thuật rất là kỹ thuật khoa học, đó chính là gì ạ? Kỹ thuật thôi miên. Kỹ thuật thôi miên này khi chúng ta nghe từ thôi miên thì chúng ta cũng nghĩ là có một cái điều gì đó nó không gì ạ, nó chưa được rõ ràng, đúng không ạ? À, nó chưa được, nó có thể là tâm linh nha, nhưng mà đây chính là phương pháp khoa học. Kỹ thuật thôi miên là chúng ta đang dùng một cái dòng năng lượng của vũ trụ, và chúng ta kết hợp với một cái âm thanh. Âm thanh này thì tốt cho sóng não của mình, và để mình kích hoạt, để mình đưa cái não, cái tần số năng lượng của tiềm thức của ta về một cái tần số sóng mà dễ để đón nhận cái mục tiêu của mình. Thế nên là với cái bức tranh 6 tháng thì chúng ta sẽ viết ra rõ ràng chi tiết cụ thể điều chúng ta muốn, sau đó là như chúng ta hãy thu âm cái bức tranh này trên nền nhạc offering, nhạc offering nhà nhạc của cho sống nào. Sau khi chúng ta ghi một cái bức tranh chuẩn này, chúng ta ghi tầm 7 phút là vừa, tầm 7 phút là đẹp, và chúng ta cứ yên tâm phương pháp thảo của chúng ta một cái sườn ý như thế. Còn khi chúng ta kết thúc dung thì bạn của mình sẽ gửi giúp cho mình một cái bản mẫu để chúng ta viết theo cái bản mẫu đó, đúng không? Viết theo cái bản mẫu bởi những cái câu từ thôi, bởi những cái từ để thu hút nguồn năng lượng của vũ trụ thôi. Còn cái bức tranh của mình là cảm xúc của mình. Khi buổi tối chúng ta sẽ mở nghe, buổi sáng chúng ta sẽ mở nghe đó, chúng ta sẽ sử dụng 24 đến 24 giờ để tập trung mục tiêu của mình đó, đúng không ạ? Đó chính là cái hôm nay Phương chia sẻ với chúng ta thêm cái bức tranh mục tiêu 6 tháng nữa. Như thế là chúng ta học tập đồng hành cùng với Phương, cùng với bố trường, thì chúng ta sẽ có mấy bức tranh nhỉ? Có mấy bức tranh? Hai bức tranh nha. Một là bức tranh mục tiêu 30 ngày, là tháng nào chúng ta cũng có một bức tranh 30 ngày, là số tiền của mình này. Có thể ngày hôm nay anh chị em chúng ta chưa có một công việc nào, chưa có nguồn thu nhập nào, chúng ta ở nhà chúng ta nuôi con, chúng ta làm mẹ bỉm sữa ha, chúng ta chưa có một dòng thu nhập nào hết, thì chúng ta hãy thiết lập cho mình một cái bức tranh, một cái mục tiêu, con số thấp nhất đó chính là 5 triệu, đúng không ạ? Con số thấp nhất là 5 triệu, chúng ta hãy viết bức tranh mục tiêu của mình là 5 triệu ha. Sau đó chúng ta sẽ tăng dần lên, học đồng hành với nhau dài ngày nữa. Khi chúng ta hiểu được tất cả những phương thức, những kiến thức, những bí kíp rồi, thì chúng ta sẽ đặt mục tiêu của mình cao dần lên. Còn tất cả những anh chị em đã học với Phương, đã ứng dụng liên tục nhiều chu kỳ rồi, thì chúng ta cứ thoải mái đi. À, công thức của mình là nhân 130, thì chúng ta cứ nhân cấp số nhân lên nữa đi, vô tư luôn được luôn, đúng không ạ? Đó rồi, còn những bức tranh 6 tháng thì chúng ta viết ra, nhờ bạn của mình sửa, sau đó chúng ta ghi âm, và chúng ta sẽ nghe buổi sáng trước khi chúng ta thức dậy, và buổi tối khi chúng ta bắt đầu đi vào giấc ngủ say, chúng ta mở như thế chúng ta nghe. Bởi vì tiềm thức của chúng ta là làm việc phi không gian, phi thời gian, làm việc 24 trên 24 giờ không nghỉ ngơi đâu. Khi chúng ta nghỉ thì tim phổi của chúng ta vẫn hoạt động, đúng không ạ? À, tóc của chúng ta vẫn dài ra này, móng tay móng chân chúng ta vẫn dài ra này. Có nghĩa là tất cả các cái bộ phận lục phủ ngũ tạng, tất cả những cái thế giới bên trong của mình vẫn hoạt động bình thường. Chỉ có năm giác quan ở bên ngoài là chúng ta nghỉ thôi. Cho nên là cái thời điểm đó là thời điểm mà tiềm thức của chúng ta, cái sức mạnh phi thường bên trong con người của mình nó hoạt động mạnh nhất. Lý do vì sao có rất là nhiều người họ đạt được những cái công trình nghiên cứu, những nhà khoa học, những nhà thiết kế, những nhà kỹ sư, họ đạt những cái công trình nghiên cứu rất là vĩ đại qua giấc mơ, bởi vì trong giấc mơ có tiềm thức của họ hỗ trợ giúp đỡ cho họ, đúng không ạ? Thế nên là trong cái bộ chu kỳ 30 ngày này chúng ta cứ yên tâm, chúng ta làm theo ạ.
chúng ta cần phải làm chuẩn chính xác. Một là bức tranh 30 ngày, cũng nhắc đi nhắc lại bởi vì nó rất là quan trọng, đó là cái bước đầu tiên quan trọng nhất. Bởi vì học 30 ngày để làm gì? Để hỗ trợ, để bổ trợ cho mình thực thi cái ngày số 1, là thực thi cái mục tiêu của mình trở thành hiện thực. Thế nên nếu như ngày số 1 cái bức tranh mục tiêu của mình không có thì 30 ngày tiếp theo mình học cũng chả để làm gì cả, bởi vì mình không có mục tiêu, không có con đường. Kiểu như mình đi ra ở giữa ngã ba đường, bây giờ chúng ta không biết đi đường nào cả, cứ đứng một chỗ thôi, đứng một chỗ và nhìn ngắm xung quanh, nhìn ngắm mọi người có kết quả, nhìn ngắm mọi người tiền về, nhìn ngắm mọi người có những cái thành công, còn mình không có gì cả, như vậy nó lãng phí đúng không ạ? Cho nên chúng ta hãy làm cái bức tranh mục tiêu 30 ngày chuẩn chính xác, rõ ràng cụ thể chi tiết, đặc biệt là phải cảm xúc sống trong cái sự tưởng tượng hình dung là mình đã đạt được nó rồi, luôn luôn sống trong một cái hình ảnh là mình đã đạt được nó rồi. Nhưng mà đạt được ở đây là đạt được ở thì hiện tại ngay bây giờ ngay lúc này này, không phải đạt được trong tương lai đúng không ạ? Có những anh chị em mà mình thường biết cái mục tiêu là mình nghĩ đến tương lai, mình nghĩ đến 30 ngày sau mình mới đạt được, hoặc tới ngày 30 mình mới đạt được đúng không ạ? Ngay bây giờ ngay lúc này mình đạt được luôn và mình sống trong cái kết quả đó trong 30 ngày luôn, thì điều gì xảy ra? Nó quá vi diệu. Giống như việc ngay bây giờ Phương nói với chúng ta hãy lấy một quả chanh ra, chúng ta hãy vắt nước chanh đi, đừng có bỏ đường vào, chúng ta hãy uống cái nước chanh đó, chúng ta hình dung tưởng tượng nó uống được không, nó rất là kiên răng luôn à, nó rất là chua luôn, kiên răng không làm sao uống được. Đó là hình dung tưởng tượng đấy, não bộ chúng ta làm việc nó nhanh lắm, nó rất là nhanh luôn, nó tốc độ ánh sáng. Ngày hôm qua Phương chia sẻ với chúng ta đấy, là tiềm thức của chúng ta trong 1 giây thì nó thực thi 4 tỷ mẫu thông tin đúng không ạ? Nó xử lý 4 tỷ mẫu thông tin. Thế nên là cái bức tranh của mình cần phải gì? Phải cực kỳ là cảm xúc. Càng cảm xúc bao nhiêu thì chúng ta đạt nhanh kết quả bấy nhiêu. Có rất nhiều anh chị em mới học ngay số 1 xong rồi bức tranh mục tiêu ra, ngày mai thứ hai đạt được liền. Đó, ngay thứ hai đạt được ngay lập tức, việc tiếp tục gia tăng cái mục tiêu của mình lên nữa, ngay thứ tư đạt được nữa luôn. Đó, chúng ta tin không ạ? Tin hay không tin thì điều đó nó vẫn diễn ra. Đó, cuộc sống của mình là niềm tin đúng không ạ? Niềm tin chính là cha đẻ của thành công. Anh chị em ta nghe một câu nói của người thành công chia sẻ không? Niềm tin là cha đẻ của thành công, thay vì là gì ạ? Thất bại là mẹ của thành công. Thì khi mình học về phát triển bản thân của mình thì không có thất bại nào mà là mẹ của thành công cả, mà chỉ có thất bại là tính lặp đi lặp lại, là chu kỳ lặp đi lặp lại mà thôi, là cái lý do để viện cớ biện minh cho cái sự thiếu hiểu biết của mình mà thôi đúng không ạ? Thế nên là ngày hôm nay niềm tin, mình tin vào bản thân mình này, mình là người thành công thì niềm tin chính là cái kết quả, là cha đẻ để giúp cho mình có thành công lớn hơn. Hôm qua Phương chia sẻ với chúng ta đầu buổi đó là chúng ta sẽ có ba cái từ khóa để giúp cho mình ứng dụng cái bộ công thức 30 ngày này đạt được kết quả chính xác. Cái chìa khóa đầu tiên là gì ạ? Mình phải tin tưởng vào bản thân của mình đúng không ạ? Nếu như trong 30 ngày này cái kiến thức Phương chia sẻ, công thức Phương chia sẻ rất là hay, Phương ứng dụng có kết quả rất là tuyệt vời trong 4 năm qua, kể cả gia đình chồng con rồi đến gì ạ, đến công việc ở bên ngoài rồi đối tác của mình, tất cả mọi thứ nó đều theo như cái suy nghĩ của mình luôn. Và tất cả những người bạn của Phương cũng có kết quả rất là tuyệt vời. Nhưng nếu như mà chúng ta vào học chúng ta không tin tưởng thì không tin tưởng cũng không ứng dụng được, bởi vì kiến thức hay chưa đủ, kiến thức đúng cũng chưa đủ, mà kiến thức hay kiến thức đúng đó phải ứng dụng vào thực tế mới có, mới gọi là kiến thức đúng, kiến thức đủ, kiến thức hay đúng không ạ? Ứng dụng thì do ai ạ? Ứng dụng thì do bạn thực, ứng dụng chứ không phải do Phương đâu đúng không ạ? Phương ứng dụng thì không có kết quả, anh chị em chúng ta ứng dụng thì anh chị em chúng ta có kết quả đó. Thế nên là chúng ta cần phải tin tưởng vào bản thân mình làm được tất cả những cái điều Phương chia sẻ. Chúng ta ứng dụng cái bộ công thức này tháng 11 này, chinh phục được mục tiêu của mình một cách xuất sắc ngoạn mục luôn, một cách vi diệu luôn. Và mình lại tiếp tục tháng 12 ứng dụng tiếp, tháng 1 mình ứng dụng tiếp được không ạ? Đó, đó là những cái thành công nối tiếp thành công đấy. Thế nên từ khóa đầu tiên rất là đơn giản, anh chị em chúng ta nhớ là mình phải tin tưởng vào bản thân mình đó. Còn hai từ khóa tiếp theo thì chúng ta đã ghi ngày hôm qua rồi đúng không ạ? Hôm qua chúng ta đã ghi rồi, chúng ta còn nhớ đúng không ạ? Hôm qua chúng ta ghi rồi, chúng ta còn nhớ nữa không ạ? Chúng ta comment cho Phương đi ạ. Từ khóa thứ hai là gì ạ?
Đúng rồi, xin chúc mừng, cảm ơn doanh nhân Mitele ạ. Tất cả mục tiêu của mình cần phải ghi ra giấy, giống như công ty tập đoàn đấy, đúng không ạ? Có cái con dấu đỏ đó ký xuống, cốp xuống, tức là cái tờ giấy đó có hiệu lực. Thì bây giờ chúng ta cũng vậy luôn, tất cả những cái suy nghĩ của mình, tất cả những quyết định của mình, nếu như mình không viết ra giấy thì chưa dễ. Cho nên tất cả mọi mục tiêu của mình cần phải viết ra giấy, mắt chúng ta phải nhìn, tay chúng ta phải viết, và cái suy nghĩ chúng ta phải tập trung suy nghĩ vào nó, đúng không ạ? Chúng ta phối hợp tất cả các giác quan trên cơ thể của mình để tập trung vào cái điều mình muốn, là mục tiêu của mình. Và thứ ba là chúng ta tin tưởng vào câu lạc bộ chúng ta đang đang rèn luyện mỗi ngày. Đây là cái môi trường để giúp cho mình rèn luyện, rèn giũa bản thân mình này. Cho nên chúng ta cần phải tin tưởng. Như thế là chúng ta có ba chìa khóa rồi, anh chị em chúng ta nhớ nha. Hôm mai Phương lại hỏi bài tiếp ấy. Hôm nay cảm ơn doanh nhân tên đi ạ. Rồi, như thế thì chúng ta đã cùng với Phương xong cái ôn tập lại chúng ta ngày số 1 đấy, rất là quan trọng nha. Ngay tối hôm nay xong kỹ thuật của nó ôn với bạn của mình này, những anh chị em nào mà chưa hoàn thiện được cái mục tiêu tối hôm nay và ngày mai thì chúng ta không vào dung làm gì nữa, bởi vì hôm nay chúng ta không hoàn thiện cái mục tiêu của mình, ngày mai chúng ta cũng không vào dung làm gì nữa. Phương cho chúng ta hạn là 2 ngày, ngày hôm qua và ngày hôm nay, được không ạ? Anh chị em chúng ta đồng ý không ạ? Nếu như đồng ý thì chúng ta comment cho Phương là đồng ý ạ. Đồng ý rồi, rất là tuyệt vời, chúng ta hứa rồi, chúng ta cam kết chúng ta phải làm nha. Đồng ý rồi, rất là tuyệt vời, bởi vì thành công của mình mà, thành công của mình là mình phải cam kết, đúng không ạ? Phương thì cam kết với chúng ta là chia sẻ với chúng ta tất cả những gì Phương có, tất cả những gì Phương ứng dụng để có kết quả. Phương chia sẻ rất là tâm nguyện luôn đó, Phương cam kết với chúng ta đấy. Và gì ạ, mục tiêu của chúng ta phải cam kết. Học phải có kết quả, còn nếu như học không có kết quả thì ảnh hưởng đến ai ạ? Ảnh hưởng đến Phương, đúng không? Ảnh hưởng đến môi trường của mình, ảnh hưởng đến người bạn chia sẻ môi trường cho chúng ta đó. Cho nên khi mà chúng ta học tập, chúng ta ứng dụng thành công đấy, chúng ta chia sẻ trên Zoom, thì chúng ta đang gieo hạt mầm của sự thành công. Có phải là một một cái mũi tên chúng ta bắn trúng rất là nhiều đi chăng ạ? Một là mình thành công này, hai là mình gieo được hạt cho cộng đồng này, ba là Phương có giá trị của chúng ta này, đúng không ạ? Và bốn là gì? Bốn là chúng ta là một tế bào để cộng hưởng, để tạo nên một cái câu lạc bộ tư duy trong kinh doanh chúng ta lớn mạnh hơn này, đúng không ạ? Thế nên chúng ta cùng nhau cam kết nha, cùng nhau cam kết nhớ nha, anh nhớ chúng ta nhớ đó đó. Rồi tiếp theo thì anh nhớ chúng ta có biết lý do vì sao mà mình chưa có kết quả lớn không ạ? Chúng ta có thể cho Phương một vài comment lý do vì sao chúng ta chưa thành công được, chưa thành công lớn về tài chính hay là gì, hay là sức khỏe, hay là mối quan hệ, vì do vì sao ạ? Ở đây tôi nhìn thấy có rất nhiều anh chị em mới này, có chị Thảo Nguyễn này, tôi nhìn thấy chị Thảo Nguyễn rất là mới đó, chị Thảo Nguyễn này, Nhung này, bạn bạn Hai Duy, cái đọc sách buổi sáng rồi học thầy cũng rất là chăm chú, thanh niên rất là nghiêm túc kỷ luật. Chúng ta có bé nha, chúng ta chưa tập trung vào thành công, chính xác rồi ạ. Chúng ta ghi đó là ý tuyệt vời, là ý chính xác rồi. Một trong những lý do đầu tiên mà chúng ta chưa thành công trong tất cả lĩnh vực mà chúng ta mong muốn, bởi vì do chúng ta chưa có thói quen tập trung vào thành công. Nó rất là đơn giản ha. Nó rất là đơn giản, nhưng mà gì ạ? Những cái thứ đơn giản thì chúng ta thường bỏ qua. Chúng ta chưa tập trung vào thành công à, thế nên là không tập trung thì điều đó không mở rộng được. Chúng ta chưa tập trung thành công thì thành công làm sao mà đến với mình được? Ngày hôm nay có phải là chúng ta tập trung, chúng ta chép live stream thì chữ của chúng ta những cái ngày đầu tiên nó chưa được đẹp, chưa viết được nhanh, thì nhưng khi chúng ta tập trung, chúng ta viết liên tục thì càng ngày chữ chúng ta càng đẹp, đúng không ạ? Và càng ngày chúng ta viết càng nhanh và chúng ta nhận được nhiều giá trị, đó là sự tập trung. Ngày hôm nay khi mình tập trung để mình luyện tập cho cơ thể của mình có một cái vòng eo rất là tuyệt vời, hoặc là ba vòng rất là nóng bỏng, thì chắc chắn một thời gian chúng ta có ba vòng nóng bỏng, đó là kết quả đó.
Thế thì ngày hôm nay mình chưa có kết quả về tiền bạc thì bởi vì mình chưa tập trung vào những cái thành công về tiền bạc, đúng không ạ? Đó, cho nên lúc này đầu buổi không nói với chúng ta đấy, bắt đầu từ ngày mai chúng ta sẽ tổng kết những cái thành công của mình, đặc biệt là tổng kết thành công tiền về. 1.000 cũng là tiền về, 1.000 cũng là tiền, đúng không ạ? 10.000 cũng là tiền, có 1.000 thì có 10.000, có 10.000 sẽ có 100.000. Thế nên là chúng ta cần phải tập trung vào những thành công đó, để cho thành công mở rộng, thành công nối tiếp thành công. Nên khi chúng ta chưa có cái thói quen này thì chắc chắn là thành công nó không bao giờ đến với mình. Phương chia sẻ thật, ngày xưa Phương làm kinh doanh đấy, làm kinh doanh là gì, suốt ngày chỉ có tập trung vào gì, tập trung vào nợ thôi, bởi vì là khách hàng đến mua hàng của mình toàn nợ mà, toàn thiếu tiền đó, mua gạch cũng thiếu tiền, mua xi măng cũng thiếu tiền, mua cát, mua đá, mua cái gì cũng thiếu tiền. Rồi đến khi gì ạ? Đến khi mình đi xây dựng công trình cho người ta, người ta cũng thiếu tiền, cho nên suốt ngày mình tập trung vào thiếu tiền và nợ thôi. Cho nên gì ạ? Nợ càng ngày càng nhiều, nó thu hút đến với mình những cái điều kiện bên ngoài, là những cái dữ liệu, những cái mối quan hệ nó chưa được ok, chưa được uy tín. Cho nên là gì ạ? Bắt đầu khi mình Phương vào học đại Phương mới nghe cái tư duy đầu tiên mình, cái lý do đầu tiên do mình chưa tập trung vào thành công, mình quá ngạc nhiên luôn, mình sốc luôn. Lý do vì sao nó dễ thế mà mình tập trung, mà thay vì không tập trung vào thành công, tập trung những cái điều vui vẻ tuyệt vời, thì không tập trung, toàn tập trung những cái điều mà không tốt, tập trung những cái tiểu tiết vụn vặt, tập trung những cái khó khăn thách thức, tập trung những cái điều mà không tốt tí nào luôn, đúng không ạ? Đó, cho nên là tất cả những thành công nó chưa yêu quý mình, chưa đến với mình. Thế nên là bắt đầu từ khi chúng ta vào dung nha, thì chúng ta hãy thay đổi thói quen là chúng ta cần phải tập trung vào thành công. Một ngày mở mắt ra là chúng ta đã nhìn thấy thành công của mình rồi, thành công bởi vì hôm nay chúng ta mở mắt ra, chúng ta có một ngày mới rồi, đó là thành công đầu tiên. Hôm nay chúng ta vào dung sớm 5 giờ sáng là thành công rồi, đúng không ạ? Và chúng ta hôm nay chúng ta đã rắc bùn phép màu cho mình, cho bạn mình, đó là thành công rồi. Và ngày hôm nay chúng ta đặt đơn hàng vũ trụ, đó là những cái thành công rồi. Thế nên là khi mà chúng ta vào môi trường rèn luyện với Phương cùng với anh chị em đấy, tất cả 14 tỷ neuron thần kinh của mình đều tập trung vào thành công, đều tập trung vào tình yêu thương, vào lòng biết ơn mỗi ngày. Tâm trí của chúng ta không bao giờ có được cái một quãng thời gian dư thừa nào để cho chúng ta suy nghĩ về cái quá khứ của mình nữa. Nếu như mà anh chị em chúng ta được tham dự vào cái nhóm rèn luyện đồng hành, nhóm rèn luyện và đồng hành để mà khám phá bí mật của sự giàu có đấy, thì chúng ta biết được rằng là gì ạ? Chúng ta viết ra 10 điều mà làm cho chúng ta gì ạ? 10 điều mà làm cho chúng ta cảm thấy nó chưa được hạnh phúc đấy, 10 điều mà làm cho chính bản thân của mình nó không có được một cái sự thành công, không có một cái niềm tin, nó giới hạn cái niềm tin của mình đấy. Nói chung tất cả những cái thứ mà thường mà đi học những cái lớp NLP đây, thì đó là những cái điểm đen của đời của mình, những cái trải nghiệm trong quá khứ mà nó không vui, nó không hạnh phúc, nó không thành công ấy. Thì chúng ta hãy viết ra 10 cái điều đó, viết ra để làm gì ạ? Viết ra để mình nhìn thấy nó, xong rồi gì mình thay đổi nó, không tập trung vào nó nữa mà mình thay đổi, lấp đầy những cái điều không hạnh phúc đó bằng những cái điều hạnh phúc, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ có phương pháp. Đó, thế nên là gì ạ? Thế nên là khi mà chúng ta vào tham gia rèn luyện đồng hành đấy, thì chúng ta sẽ biết được tất cả những cái phương pháp để mình lấp đầy những cái điều mà mình thiếu thốn bên trong. Bởi vì chúng ta cứ suy nghĩ thế này này, cây mà tốt đấy, quả mà tốt thì nó nhờ cái gốc rễ, đúng không ạ? Nó nhờ cái chất dinh dưỡng mà chúng ta tiếp nạp cho cây đó. Và gì nữa, cái bản thân của mình mà có được những cái kết quả tốt thì nó nhờ cái hệ hệ tư duy, nó nhờ cái hệ suy nghĩ của mình, được không ạ? Suy nghĩ của mình nó sẽ tạo nên cho mình kết quả. Vậy thì từ xưa đến hiện tại bây giờ chúng ta suy nghĩ gì, chúng ta đang suy nghĩ điều gì? Có phải là chúng ta suy nghĩ về cuộc sống của mình, những cái sự thiếu thốn, những cái sự khó khăn, những sự thách thức, đúng không ạ? Đó, những cái sự oán trách, những cái sự đổ lỗi, những cái điều đổ lỗi, oán trách, hờn dỗi, giận dỗi, đúng không? Giận hờn vu vơ, sáng nắng chiều mưa trưa chưa biết, đúng không? Đó là những cái điều chúng ta quen đấy, đó là thói quen rồi.
Đó là những cái thói quen của mình. Thế bây giờ chúng ta phải thay đổi những cái thói quen đó để tập trung vào thành công. Tập trung vào thành công ở đây không những thành công về tài chính đâu, mà thành công trong bộ tư duy góc nghĩ của mình luôn, thành công trong cái hệ suy nghĩ của mình luôn, thay đổi lại hoàn toàn cái hệ thống niềm tin bên trong cơ thể của mình luôn. Ngày xưa chúng ta không tin là nền kinh tế hiện tại bây giờ rất là khó khăn, chúng ta làm sao mà thành công được. Thế tại sao người khác thành công mà mình không thành công, đúng không ạ? Tại sao những người lớn tuổi mà họ ứng dụng họ có kết quả, mà mình là người trẻ tuổi ứng dụng lại không có kết quả, là do mình, đúng không ạ? Cũng là lý do vì sao có rất nhiều người có rất là nhiều tiền nhưng họ vẫn cảm thấy chưa hạnh phúc. Nhưng vì lý do vì sao có nhiều người họ có rất là ít tiền nhưng họ cảm thấy rất là hạnh phúc. Đó, đó chính là do cái suy nghĩ, đúng không ạ? Và cái suy nghĩ đó chính là cái tiềm thức của mình đấy. Đó. Và con người của mình ấy, để mà phân biệt được cái người thành công và người chưa thành công thì nó phân biệt ở cái điểm là cái tiềm thức của mỗi người khác nhau. Bởi vì là sinh ra trên cuộc đời này ai cũng có những giác quan giống nhau cả, có năm giác quan giống nhau, đúng không ạ? Tai, mắt, mũi, miệng, tay, đó, tất cả những giác quan đó đều giống nhau. Trai gái nam nữ, lớn tuổi trẻ tuổi, già thanh niên gì đều giống nhau cả, nhưng tại sao mỗi người lại có những cái kết quả khác nhau? Bởi vì đấy, cái giác quan thứ sáu khác nhau. Giác quan thứ sáu đó là tiềm thức của mình đấy, tiềm thức mình đang học này, tiềm thức khác nhau. Và cái tiềm thức, lý do vì sao tiềm thức của mỗi người lại khác nhau, nó nằm ở trong cơ thể của mình ai cũng có cả, và nó chiếm đến 95%, nhưng tại sao nó lại khác nhau? Đó, cái khối lượng thì bằng nhau rồi, nhưng mà tại sao cái chất lượng bên trong là khác nhau? Lý do bởi vì cái dữ liệu mình tiếp nạp vào khác nhau, cái môi trường sống của mình khác nhau, cái gia đình của mình khác nhau, đúng không ạ? Đó, cái phong cách văn hóa sinh hoạt của mình nó khác nhau, thì tất cả những cái sự khác nhau đó thì nó tạo nên kết quả khác nhau. Đó. Vậy nên ngày hôm nay chúng ta vào môi trường sống của mình đấy, tất cả chúng ta đều khác nhau, nhưng chắc chắn sau khi chúng ta rèn luyện học tập phát triển cùng với nhau, chúng ta đều có một điểm chung giống nhau, đó là hệ quy chiếu của mình đều giống nhau, kết quả chúng ta đều giống nhau. Giống nhau là cấp số nhân lên, từ việc chúng ta gia đình có thể chúng ta chưa được hòa hợp thì gia đình mình hòa hợp hơn, con cái của mình ngoan hơn, rồi công việc của mình hanh thông hơn, mối quan hệ xung quanh của mình chất lượng hơn rất là nhiều, tương năng lượng chúng ta tích cực hơn. Khi mà chúng ta học, chỉ cần chúng ta học một tuần thôi, chúng ta đi ra ngoài chợ đi, học chúng ta đi siêu thị, chúng ta đi đâu đó, chúng ta đi shop, chúng ta đi mua sắm một cái gì đó, chỉ cần chúng ta đến đó chúng ta mua một mặt hàng thôi, chúng ta quan sát đi, sau khi chúng ta mua xong thì tất cả những người bạn đến mua ở cái shop đó rất là nhiều, những cái vị trí người ta được ra thì người khác được vào rất là nhiều. Chúng ta cứ quan sát từng bước để mình biết được là mình học có giá trị, mình học là đúng rồi, đúng không ạ? Tiềm thức mình dẫn dắt cho mình đi đúng đường rồi. Đó là những cái ứng dụng, những cái trải nghiệm đấy để giúp cho mình có niềm tin hơn để mình ứng dụng đấy. Thế nên là gì ạ? Ngày hôm nay chúng ta cần phải thay đổi lại cái gốc rễ của mình, thay đổi lại hệ suy nghĩ của mình. Và để thay đổi gốc rễ, để thay đổi cái suy nghĩ thì chúng ta cũng gì ạ? Cần phải đồng hành với nhau dài ngày. Bởi vì sao ạ? Con người của mình ấy thay đổi khi và chỉ khi, một là chúng ta có một mục tiêu lớn, thay đổi khi và chỉ khi chúng ta có một mục tiêu lớn mục tiêu lớn như thế nào thì chúng đầu tiên này. Rồi chúng ta ghi ha, con người mình chỉ thay đổi khi và chỉ khi, khi và chỉ khi yếu tố đầu tiên nha, khi chúng ta có một mục tiêu lớn. Đó, mục tiêu lớn bao nhiêu thì chúng ta có động lực, có niềm tin để thay đổi bấy nhiêu. Có phải là ngày hôm nay ví dụ như chúng ta có một cái cơ thể nó rất là mập đi ha, nó quá cân, nó mặc những cái quần mà chúng ta chưa thích, thì có phải là cái mục tiêu mình giảm cân, mục tiêu mình giảm ký, mục tiêu mình có một cái vóc dáng đẹp, đó là một cái động lực để giúp cho mình giảm ký giảm cân không ạ?
Đó là mục tiêu của người ta, là mục tiêu càng lớn thì động lực của ta càng cao, và cái gì ạ, cái sự quyết tâm quyết liệt niềm tin của người ta với cái mục tiêu của mình càng cao thì người ta thay đổi càng dễ, đúng không ạ? Và thứ ví dụ thứ hai ạ, cái điều mà làm cho người ta thay đổi nữa là gì ạ, khi mà sự hiểu biết và suy nghĩ của người ta thay đổi, cái điều thứ hai để giúp cho chúng ta thay đổi đó chính là gì ạ, khi sự hiểu biết và suy nghĩ của chúng ta thay đổi, tôi nghiệp tắt, tôi nói chầm với chúng ta video đó. Đó. Có phải là ngày hôm nay chúng ta có suy nghĩ mới thì chúng ta có được cái cảm xúc mới, cảm xúc mới đó thì sinh ra hành động và hành động thì tạo cho nên chúng ta kết quả mới, đúng không ạ? Ngày hôm nay chúng ta vào dung, chúng ta học với một cái tâm thế là một viên được rộng, chúng ta rất là thích thú, chúng ta rất là phấn khởi, bởi vì ngày hôm nay có một người bạn nào đó chia sẻ cho mình một cái công thức, một cái từ khóa, một kiến thức mà chúng ta chưa bao giờ nghe, chúng ta thử ứng dụng xem thử có kết quả hay không, tự nhiên ngày mai chúng ta có cái kết quả liền. Đó là ngay lập tức là gì ạ, ngay lập tức mình thay đổi cái suy nghĩ của mình liền, mình cần phải học ngay, đúng không ạ? Mình cần phải học ngay và mình cần phải gia tăng sự hiểu biết của mình nhiều hơn nữa, bởi vì sự hiểu biết càng nhiều, niềm tin của ta càng lớn thì thì kết quả của chúng ta càng cao. Đó, niềm tin càng lớn, sự hiểu biết càng nhiều, suy nghĩ của chúng ta càng mở rộng thì kết quả của chúng ta càng cao và sự thay đổi của mình càng càng nhanh, đúng không ạ? Rồi gì nữa, ví dụ như chúng ta đang việc đang phải có một cái lý do phải thay đổi thật là nhanh, bởi vì chúng ta mong muốn báo hiếu cho bố mẹ của mình, nhưng hiện tại bây giờ bố mẹ chúng ta đã 90 tuổi rồi nhưng mà chúng ta chưa có đủ cái tiềm lực về tài chính để mình báo hiếu được cho bố của mẹ của mình. Mình lập mục tiêu ra 5 năm nữa mình đủ tài chính để mình báo hiếu bố mẹ mình, thì thử hỏi 5 năm nữa bố mẹ của mình có còn hay không, đúng không ạ? Đó là những cái lý do lớn để cho mình gì ạ, mình quyết tâm mình thay đổi cái suy nghĩ của mình đấy, đúng không? Mình quyết tâm để mình mở rộng sự hiểu biết của mình đó, đó đúng không ạ? Rồi thêm một cái điều nữa, thứ ba nữa mà chúng ta thay đổi được, khi một cái sự kiện nào đó tác động đến cuộc sống của chúng ta, một sự kiện, nào đó tác động đến cuộc sống của chúng ta, chúng ta thấy không ạ? Ví dụ như cái sự kiện nào ạ? Ví dụ như một ví dụ rất là đơn giản này. Chúng ta đi đường đi. Bây giờ đường về nhà chúng ta không biết đường về. Thì bây giờ sao ạ? Hết đường rồi. Bây giờ cần phải gì ạ? Cần phải đi hỏi, cần phải nhanh chóng lập tức đi hỏi lý do, đúng không ạ? Đó, hoặc là tìm cách khác là lên lên Google Maps để tìm đường, đơn giản như thế thôi ha. Hoặc ví dụ như trong cuộc sống của mình, chúng ta không có một cái sự chuẩn bị để cho mình có được một cái dòng thu nhập thụ động, và mình ngồi mình trông chờ vào cái đồng lương hưu của mình, có thể là chúng ta trông chờ vào cái lương hưu của mình nhé. Đó thì gì ạ, sau này lỡ đâu bảo hiểm không chi trả cho chúng ta nữa thì cái đồng lương hưu của chúng ta có đâu để cho giúp cho chúng ta phát triển, giúp cho chúng ta nuôi sống chính bản thân mình, đúng không ạ? Bởi vì hiện tại bây giờ cái thời kỳ gì ạ, cái thời kỳ mà bùng nổ dân số, già hóa dân số, nó đã đến cái thời điểm mà bảo hiểm phải chi trả rất là nhiều, và hiện tại bây giờ thì một gia đình chỉ có 1 đến 2 con thôi, trẻ hóa dân số rồi, thì cái thể cái nguồn lực lao động nó làm sao đáp ứng đủ để cái nguồn bảo hiểm để chi trả cho những cái thế hệ đi trước, những cái thế hệ gì bùng nổ dân số ở những cái thời kỳ trước được. Thế bùng nổ dân số một gia đình 90 người con, ai cũng đi làm, ai cũng có bảo hiểm cả, đúng không ạ? Đó, thì bây giờ một gia đình chỉ có 1 đến 2 con thôi, nếu như chúng ta không gia tăng cái sự hiểu biết của mình lên, chúng ta cứ ngồi chúng ta trông chờ vào đồng lương hưu của chính phủ, của trợ cấp của chính phủ, của an sinh xã hội, an sinh giáo dục,
mà chúng ta không phát triển bản thân mình, chúng ta không gia tăng cái khả năng kiếm tiền, chúng ta không cho mình thêm một cái dòng thu nhập nữa, thì khi chúng ta có một cái biến cố xảy ra là bảo hiểm cắt luôn cái khoản lương đó không trợ cấp cho mình nữa, thì chúng ta lấy đâu ra, đúng không ạ? Đó, hoặc ví dụ như Phương là người của mình miền Trung ạ, thì gì ạ, hàng năm đều có một cái sự chuẩn bị, tất cả những người dân miền Trung thì gì ạ, đều tích góp lại để xây cho mình một cái ngôi nhà, một cái thiết kế, một cái nền móng thật là vững chắc, thiết kế một nền móng vững chắc và một ngôi nhà phải có đủ tầng, đủ đủ dạ, đủ bia, đủ tầng, rất là chắc chắn. Bởi vì sao? Bởi vì thiên tai lũ lụt hàng năm xảy ra. Nếu như nhà của mình là nhà tạm thôi, giống như ở miền Nam, giống như ở miền Tây đi, thì có nhà xây dựng nên như thế thôi, không có cái nền móng vững chắc ở dưới, thì chỉ cần một cơn bão cấp 1, cấp 2 thôi là nó đã xô đổ rồi, thì lúc đó cả gia đình như thế nào, sống giữa mưa giữa lụt thì làm sao được, đúng không ạ? Đó, thì nên tất cả mọi thứ đều có phải có sự chuẩn bị. Và cái lý do thứ ba đó là một cái sự kiện nào đó tác động đến cuộc sống của mình thì bắt buộc mình phải thay đổi, bắt buộc ngày hôm nay mình không có miếng ăn, con của mình không có miếng ăn gì ạ, không có sữa để uống, không có cơm để ăn, không có áo quần để mặc, thì bắt buộc mình phải thay đổi. Mình không ngủ sớm thì ngày hôm nay là gì ạ, mình phải ngủ muộn hơn nữa. Ngày xưa mình ngủ sớm, ngày hôm nay mình phải ngủ muộn. Ngày xưa mình gì ạ, mình giờ ngủ trễ thì ngày hôm nay mình phải ngủ muộn hơn nữa, để mình làm gì, để mình tìm kiếm một con đường nào đó để giúp cho mình có được cái mục tiêu của mình dễ hơn, đúng không ạ? Đó chính là ba cái lý do mà cần phải con người chúng ta thay đổi được đó. Vậy nên là gì ạ, ngay bây giờ, ngay lúc này chúng ta cần phải tập trung trọn vẹn từng giây từng phút, ngay từ bây giờ chúng ta không lãng phí thời gian nữa. Chúng ta cứ nghĩ đi, bây giờ chúng ta cho mình một trong ba cái lý do này đi. Một là chúng ta đã có mục tiêu lớn chưa, nếu như chưa thì chúng ta tìm kiếm cho mình một cái lý do thứ hai, đó là gì ạ, mình cần phải có sự hiểu biết, phải có suy nghĩ. Bởi vì chúng ta càng ngày càng lớn tuổi, nếu như cái công việc của mình nó không đáp ứng được nữa thì chúng ta không có suy nghĩ, suy nghĩ chúng ta bị hạn chế với nền kinh tế, đúng không ạ? Chúng ta thiếu sự hiểu biết với nền kinh tế thì chúng ta bị nền kinh tế loại bỏ phía sau đó, đó là lý do thứ hai. Hoặc là một lý do thứ hai, lý do thứ một mà chúng ta chưa chưa có, thì chúng ta hỏi thử là bản thân mình đã có một cái sự kiện nào tác động đến cuộc đời của mình, bắt buộc mình phải thay đổi chưa, đúng không ạ? Bố mẹ của mình đã lớn tuổi chưa, chúng ta con chúng ta đã đến tuổi đi học chưa, đã trưởng thành chưa, đó đúng không ạ? Đó là những cái yếu tố mà chúng ta cần phải mình cần phải suy nghĩ để cho mình tỉnh hơn, rồi giúp cho mình nghiệm tin tưởng vào bản thân mình phải làm, mình phải thành công bằng được. Thành công là đến từ mình chứ không phải đến từ người khác. Cho nên là gì ạ, chúng ta chỉ cần ở cái bước số 1 thôi, chỉ cần chúng ta có một cái kế hoạch, mục tiêu rõ ràng thôi. Có rất là nhiều chị bảo là chị vào môi trường của mình, vào giống của mình học một thời gian rồi chưa có kết quả. Có rất nhiều chị nói chuyện với Phương như thế đấy. Chị vào học mấy thời gian rồi chưa có kết quả. Và Phương hỏi chị đã có kế hoạch chưa, chị đã có kế hoạch tháng cho chị chưa, kế hoạch 6 tháng chị có chưa, kế hoạch năm chị có chưa. Đơn giản thôi, chị đã có kế hoạch 30 ngày chưa, là chị có rồi, là chị viết chưa, chị viết rồi, chị viết mục tiêu của chị chưa, là chị viết rồi. Vậy thì khi chị viết mục tiêu của chị rồi thì chị đã có một cái kế hoạch làm gì để mình chị thực hiện được cái mục tiêu của chị chưa, đó anh thực hiện được cái mục tiêu của anh chưa, bởi những cái kế hoạch như thế nào, kế hoạch như thế nào, liệt kê ra một loạt những cái kế hoạch từ sáng đến tối. Anh chị em chúng ta biết không, buổi sáng không dậy sớm vào trong một sách, nhưng mà gì ạ, không một tiếng chung, làm việc riêng, giặt áo quần rồi gì ạ, nấu cơm rồi gì lau nhà đó, rồi xong kết thúc buổi chung là đưa con đi học, đưa con đi học xong đi chờ nấu ăn, rồi về buổi chiều tiếp tục đi làm, rồi buổi tối tranh thủ lên chung. Thì như thế mình đã tập trung vào cái mục tiêu của mình đâu, đúng không ạ? Như thế mình đã có kế hoạch để mình thực hiện cái mục tiêu của mình đâu. 30 ngày Phương với chúng ta ứng dụng bộ công thức này, chúng ta đã có một cái mục tiêu rồi, lộ trình mục tiêu Phương đã đưa ra của chúng ta trong từng ngày rồi. Mỗi một ngày chúng ta sẽ có những cái mục tiêu ngày hôm nay chúng ta cần phải thức dậy là đã biết 10 điều biết ơn rồi, đó là công thức, đúng không ạ? Chúng ta đã rắc 10 phép màu rồi, đó là công thức. Mục tiêu kế hoạch làm việc của chúng ta là gì, kết thúc ngày hôm đó chúng ta cần phải gì, có được một cái gì, những cái kết quả thành công để chúng ta ghi vào quyển sổ thành công của mình. Ngày hôm nay kết thúc chúng ta đi ngủ với một cái viên đá nhiễm màu nắm chặt trong lòng bàn tay của mình, để mình
nhìn lại tất cả những cái sự việc diễn ra trong ngày hôm nay đến với cuộc đời của mình để giúp cho mình có được bài học gì. Tất cả đó là mục tiêu, tất cả đó là gì ạ? Đó là kế hoạch để mình thực hiện được mục tiêu của mình đấy, được không ạ? Cho nên nếu như anh chị em nào chúng ta tinh ý đấy, chúng ta sẽ ghi lại được tất cả những cái điều đó, và chúng ta sẽ liên tục học tập đồng hành cùng với Phương trong 30 ngày này, thì chắc chắn cái mục tiêu của mình nó sẽ đạt kết quả rất là xuất sắc luôn, đúng không ạ? Đó, thế nên là gì, chúng ta hãy tập trung ạ, tập trung rõ ràng với cái mục tiêu của mình, điều gì mình muốn mình cứ tập trung, đừng bao giờ tập trung điều của người khác muốn, đúng không ạ? Và cũng đừng bao giờ tập trung vào cái cái lý do, đừng bao giờ tập trung vào gì ạ? Người thành công họ không quan tâm đến lý do đâu, họ quan tâm đến kết quả thôi. Ngày hôm nay Phương cũng quan tâm đến kết quả của mình, kết quả của anh chị em mình là học sinh chung chúng ta, chúng ta có ghi chép được nhiều kiến thức hay không, ngày hôm nay chúng ta có hiểu không, điện thoại ứng dụng hay không thôi. Còn Phương không quan tâm đến việc là chúng ta gì ạ, chúng ta tắt camera hay là chúng ta mở camera, hay là chúng ta đi đứng, chúng ta ngồi, chúng ta đi lại như thế nào đâu. Bởi vì Phương đang tập trung Phương chia sẻ với chúng ta việc đó là việc của chúng ta, thế nên là chúng ta cũng nhớ là chúng ta hãy tập trung vào điều mình muốn thôi. Mình muốn gì mình cứ tập trung thẳng vào điều đó, đó chính là chúng ta đang tập trung vào thành công này, đúng không ạ? Đó, cuộc đời chúng ta là do chúng ta lựa chọn, nên mình phải biết rõ nhất là mình muốn gì. Mình muốn hiện tại bây giờ mình muốn 30 ngày này chúng ta phải cán mốc bằng được con số mình đã đưa ra, 100 triệu, 200 triệu, 10 triệu, 15 triệu. Ai chưa có thu nhập thì hãy đưa cái mốc 5 triệu là thập nhật, 5 triệu, được không ạ? Và mình hãy tin tưởng vào điều đó, mình sống trong một cái cảm xúc, cảm giác ăn mừng rồi mình có được kết quả đó rồi. Và nhớ là làm gì thì làm trong một ngày, chúng ta cứ nhớ là tập trung vào những cái thành công của mình. Đi đường thì chúng ta nhớ là đi đường đèn xanh thông thoáng, được không ạ? Rồi gì nữa, ngày hôm nay tiền về với mình là bao nhiêu, ai cho mình tiền, ai cho mình, ai mời mình bữa ăn miễn phí buổi sáng, buổi trưa, buổi tối, là chúng ta nhớ ghi ra thành công và biết ơn tất cả những điều đó. Chỉ cần là anh chị em chúng ta nhớ là mình cảm ơn tất cả mọi thứ đến với cuộc đời của mình, thì Phương tin chắc 100% là tất cả những cái thứ trong cuộc sống của mình từ đen nó sẽ chuyển thành trắng, nó bẻ cong tất cả cái sự thật luôn. Anh chị em chúng ta có tin điều đó không? Đó. Ngày hôm nay chúng ta có một cái bí kíp, đó là gì ạ? Quyển Stress, quyển bí mật được tiết lộ mà chúng ta đang đọc buổi sáng. Sáng ngày mai là mới cái buổi thứ ba thôi. Nếu như anh chị em chúng ta chưa vào những buổi sáng nên ngày mai chúng ta nhớ tối hôm nay đặt hàng vũ trụ là mai 5 giờ sáng chúng ta sẽ đọc sách cùng với môi trường luôn, để chúng ta khám phá những cái bí mật đấy. Bí mật về tiền bạc, bí mật về sức khỏe, bí mật về mối quan hệ chất lượng, bí mật về tất cả những cái thứ mà trong cuộc sống mình cần đấy. Đó, rất là hay, rất là giá trị luôn. Thế nên là lý do đầu tiên bởi vì chúng ta chưa thành công là vì rất là đơn giản, do chúng ta chưa tập trung vào thành công, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta thay đổi lại thôi, chúng ta tập trung vào thành công, tập trung vào những điều mình muốn, tập trung vào những cái gì ạ, những cái kết quả ấy. Đừng có tập trung vào vấn đề nữa, đừng tập trung vào giải pháp nữa. Bởi vì khi anh chị em chúng ta tập trung vào thành công thì tiềm thức của mình bằng một cách rất là vi diệu sẽ đưa cho mình chiến lược, đưa cho mình nguồn lực, đưa cho mình quyển sách để mình đi thẳng vào thành công. Rất là gì, ngày xưa thì mình cứ nghĩ là gì ạ, nói trượt bước không qua, sợ quá, nói trượt thì sợ không qua rồi, thì nói trượt thì người ta nói ba hoa, người ta nói là gì ạ, cái này cái kia, đúng không? Nhưng hôm nay mình học sức mạnh tiềm thức rồi, mình đang đang tập trung vào thế mạnh của mình này, cho nên mình cứ nói ra thoải mái đi. Bởi vì khi anh chị em chúng ta nói thì tiềm thức chúng ta là người hiểu nhất, tiềm thức của mình là người ghi nhận, và tất cả cái cảm xúc đó sẽ được gửi lên vũ trụ. Mình đẩy ra vũ trụ một tần số năng lượng nào thì mình đón nhận là chính xác tần số năng lượng đó. Cho nên là gì, tất cả mọi cái quyết định của mình, tất cả mọi cái mong muốn của mình đều được vũ trụ gửi đến cho mình thông qua luật hấp dẫn. Vậy thì luật hấp dẫn ở đây là gì? Luật hấp dẫn ở đây là mình là thỏi nam châm này. Bây giờ mình muốn hút điều gì? Mình muốn hút sự giàu có thì mình phải là người giàu có trong tâm trí của mình, đúng không ạ? Mình muốn hút về sức khỏe thì mình phải là người giàu sức khỏe, đúng không ạ? Mình muốn hút với mình là người những cái người bán chất lượng, siêu chất lượng về tư duy trí tuệ, mình phải là người có tư duy trí tuệ. Và tất cả những cái điều đó thì gì, nó không cần phải lo, không cần phải tìm kiếm ở đâu xa nữa, đã có trong môi trường của chúng ta rồi, và đặc biệt là có trong nhà trường, nhóm rèn luyện đồng hành
và rèn luyện 90 ngày để khám phá bí mật của sự giàu có rồi. 90 ngày đã thay đổi cho chúng ta bù gốc rễ hoàn toàn rồi đó anh chị em, chúng ta thấy tuyệt vời rồi. Được chia sẻ bởi đa đa triệu phú đô la, người thầy vĩ đại của Phương và của tất cả anh chị em chúng ta trong cộng đồng của mình, và chia sẻ bởi năm chủ tịch lớn của liên minh các câu lạc bộ trong môi trường đọc sách của chúng ta đấy, rất là tuyệt vời luôn. Có những người bạn trẻ mới có mới 25 tuổi thôi nhưng đã đi du lịch cả 10 quốc gia rồi, đã 10 nước trên thế giới rồi, rất là vi diệu. Mà cũng từ cái bộ công thức này thôi đó, từ cái bộ công thức này có những anh chị em rất là lớn tuổi cũng đi du lịch rất là nhiều nơi, kết giao với được rất là nhiều mối quan hệ, sử dụng được rất là nhiều nguồn lực từ cái môi trường của mình cũng từ cái bộ công thức này thôi đó. Nên chúng ta nhớ ha, chúng ta hãy tập trung vào mục tiêu của mình, tập trung thẳng vào thành công luôn. Thế nên là mỗi ngày chúng ta ít nhất là tập trung tổng kết cho chúng ta ít nhất là 5 thành công ha, chúng ta nhớ nha, tập trung ít nhất là 5 thành công. Đó là cái lý do đầu tiên mà ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với chúng mình. Chúng ta nhớ là hôm nay chúng ta có 5 thành công, ngày hôm nay chúng ta có 10 điều chúng ta biết ơn, ngày hôm nay chúng ta đặt đơn hàng chủ được không ạ? Đó rồi, rất là tuyệt vời đó. Thế thì Phương xin Phương xin tạm gặp lại cái buổi chia sẻ chúng ta tại đây, ngày mai Phương chia sẻ tiếp với anh chị em mình ha, để chúng ta cùng nhau thêm 10 phút nữa đi, 10 phút nữa chúng ta sẽ cùng nhau đặt hàng vũ trụ, viết 10 điều chúng ta biết ơn. Bởi vì đây là thời khắc mà chúng ta hợp lực cùng với nhau để mình cụt đến với mình phép nhiệm màu. Chúng ta biết không, thời điểm bây giờ là những người bạn mà chưa được tích cực ở bên ngoài đấy đã ngủ rồi đó, những cái tư trường năng lượng tiêu cực đã ngủ rồi, thì những cái tư trường năng lượng tích cực đang còn chưa ngủ thì bây giờ là chúng ta cùng nhau hợp lực 10 phút nữa, anh chị em chúng ta nán lại cùng với Phương, mình cùng nhau viết ra 10 điều mà chúng ta biết ơn, rồi gì ạ, mình đặt hàng vũ trụ luôn. Trong 10 điều biết ơn đó thì mình có những cái đơn hàng vũ trụ luôn, đúng không ạ? Đó, đặt hàng vũ trụ của chúng ta là ưu tiên cho gì ạ, ưu tiên cho cái mục tiêu của chúng ta nha. Chúng ta nhớ là gì ạ, luôn luôn tập trung vào mục tiêu của mình, đó là mục tiêu lợi nhuận 30 ngày của mình. Chúng ta nhớ ạ, biết ơn số tiền đó đã đến với mình rồi đó. Phương vô cùng biết ơn số tiền lợi nhuận 2 tỷ 500 triệu đã về tài khoản Vietcombank của Phương đó. Chúng ta cùng thế biết ơn, rồi biết ơn, biết ơn, biết ơn, biết ơn mãi, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn mãi luôn.